Bạn thân mến, tôi biết họa sĩ Lê Thanh Minh, ông sinh năm 51, còn Trần Đăng Khoa thì hình như năm 58 thì phải. Hai người gặp nhau ở Moscow, người thì học vẽ, người thì học viết. Họ có một cái tình bạn vong niên khá là thú vị. Còn bây giờ chúng ta hãy xem Trần Đăng Khoa vẽ người bạn của mình như thế nào lê thanh minh nhà kinh doanh chuồn chuồn kim và chai lọ vỡ đó là câu nói vui của tiến sĩ văn học trịnh bá đĩnh đĩnh bảo tôi này gớm thật lê thanh minh như mụ phù thủy nó có thể biến chai lọ vỡ thành vàng tôi tròn mắt kinh ngạc trịnh bá đĩnh là nhà phê bình nghiên cứu thứ thiệt lại ăn nói nghiêm túc chứ đâu có đùa cợt và bông lơn như mình đĩnh bảo ông không tin thì cứ đến nhà thằng minh mà xem nó cứ ngủ suốt ngày lúc nào đói lại vác chai lọ vỡ hay mấy con chuồn chuồn kim đi bán mà bán đắt hàn quốc cấm cũng chẳng đắt được hơn thế đúng là lê thế minh bán chuồn chuồn kim và chai lọ vỡ thật nhưng đó là chuồn chuồn và chai lọ vỡ trong tranh anh biến chúng thành nghệ thuật và khi đã thành nghệ thuật thứ thiệt thì vô giá rồi chẳng vàng bạc nào so được trịnh bá đĩnh thử làm một bài toán vui anh hạch toán theo kiểu một bà hàng xén nhà quê mới hay mình lãi khủng khiếp giấy gió minh mua một nghìn một tờ màu khoảng hai nghìn vị trí tất cả minh bỏ ra mới có ba ngàn đồng anh bán 300 đô, có cái 500 đô. Lê Thành Minh trợn mắt lên. Ơ, ờ, mấy cái lão này điên thật rồi. Tớ bán tranh, bán trí tuệ, nghệ thuật chứ có bán màu với giấy gió giá cao đâu mà các cậu bảo đắt. Tôi biết họa sĩ Lê Thanh Minh từ năm 1984, khi ấy chúng tôi cùng về Thanh Xuân học ngoại ngữ, chuẩn bị sang Liên Xô. Minh học trường hội họa Surikov, tôi học Văn ở học viện Maxim Gorky Cách nhau đến vài bến tàu điện Ngày nghỉ nào chúng tôi cũng gặp nhau Mấy ông bạn Nga bảo Tụi Việt Nam này rất thích tụ họp Mà cũng lạ Nếu chỉ có một thằng thì chúng ngủ Hai thằng là xì sụp nấu nướng Còn nếu ba thằng trở lên Thì chúng rôm giả bàn chuyện chính trị chúng tôi có biết gì chuyện chính trị đâu chỉ là thuần túy bàn nghệ thuật thôi những năm ấy ở trong nước rất vất vả dân đói lương cán bộ chỉ đủ sống một tuần mọi nhà đua nhau nuôi lợn có gia đình trên tầng năm cũng ngăn một nửa nhà dành cho lợn còn gọi làm cách kính cẩn là thủ trưởng lợn vợ chồng con cái ốm đau chẳng sao nhưng thủ trưởng lợn mà ốm là náo loạn cả nhà Lê Thành Minh tranh thủ cưới vợ rồi đẻ liền hai đứa con. Anh bảo phải tranh thủ mà đẻ ông ạ, à, đẻ con trước rồi đẻ tranh sau. Bởi con cần đường sữa, đường sữa đã có liên xô chịu rồi. Còn tranh thì chỉ ăn tim ốc mình thôi. Tim ốc mình thì lúc nào cũng sẵn. Tôi chỉ sợ trẻ con suy dinh dưỡng. Hai đứa con Minh trông cứ đều thao tháo như trứng gà trứng vịt, chúng nghịch như quỷ sứ nhưng cứ như quan niệm của Lê Thanh Minh thì trẻ con cần phát triển tự nhiên, bố mẹ không nên can thiệp quá sâu vào đời sống cũng như tính cách của chúng. Căn phòng Minh dành cho con ngổn ngang bừa bộn như một bãi bom. Có lần, một họa sĩ đến chơi nằm nghỉ trưa ngay trên sàn nhà. Thằng bé bỗng ngẩn người ngắm gương mặt xồm xòm râu ria của ông bạn bố. Nó bảo, Mặt chú buồn cười lắm Cứ ung um tùm như là bụi rậm Cháu đái nhé Ông họa sĩ ngẩn người Trước ý nghĩ rất đối lạ lùng của thằng bé Anh tưởng nói đùa Thế là anh cũng đùa Ừ thì cháu đái đi Ai rẻ thằng bé vạch vòi Rót thẳng một luồng nước khai mò Nóng hổi xuống cái bụi rậm ung um tùm của họa sĩ Khiến anh chàng kêu ré lên Như bị chọc tiết anh lăn mấy vòng rồi chạy té ra khỏi phòng như tên bắn mà chạy cũng không kịp bởi vị khách đó đâu có chuẩn bị cho cuộc tàu thoát này còn hư quá lẽ ra thì bố đánh đòn nhưng con đã xin phép bác nên bố tha bận sau không được như thế lê thanh minh quát con rồi quay lại bảo bạn mà cũng tại cậu nữa tại sao cậu không mắng nó ngay từ đầu lại bảo nó đãi thôi tắm đi bố rồi ta vào ăn cơm lê thanh minh làm bếp khá giỏi anh bảo tớ nấu chắc chắn ngon chỉ mỗi khoản sạch sẽ vệ sinh là tớ không dám đảm bảo rồi minh kéo chúng tôi đi vào các viện bảo tàng mỹ thuật anh có thể lang thang suốt ngày ở đấy rồi anh khuân sách về nhà minh đọc nhiều đủ các chủng loại mà đọc kỹ như một nhà nghiên cứu đặc biệt là sách khoa học và nghệ vật phương đông rồi anh vẽ vẽ rất nhiều tranh chân dung tranh tĩnh vật tranh phong cảnh tranh trừu tượng bức nào cũng có hồn nghĩa là rất sống động mà đủ các chủng loại kích cỡ có tranh chỉ bằng bàn tay trẻ con có tranh hoành tráng to hơn cả bức tường chủ yếu là sơn dầu minh vẽ hàng trăm tranh như thế đã hai lần mở triển lãm cá nhân ở moscow phòng tranh minh rất đông khách bè bạn nước ngoài rất thích tranh của anh mình vẽ đúng như anh quan niệm đối với người nghệ sĩ khi sống thì đừng lập dị mà sống như tất cả mọi người có thể lẫn vào cả một biển người khi sáng tạo nghệ thuật thì phải thật quái đản nghĩa là phải thực sự độc đáo không lẫn vào bất cứ ai cả chỉ có thể làm được thế mình mới có vị trí trong nghệ thuật mà người xem mới mua tranh của mình buổi lê thanh minh bảo vệ tác phẩm tốt nghiệp tôi có đến dự phải nói đó là một cuộc triển lãm nghệ thuật thú vị mỗi người một phong cách nhưng tranh lê thanh minh vẫn có một vị trí riêng và nổi trội hơn cả bởi thế hội đồng nghệ thuật đánh giá rất cao chủ tịch hội đồng giáo sư họa sĩ nổi tiếng liên xô Salakhov cho rằng Lê Thanh Minh rất giỏi trong bố cục và đặc biệt là việc sử dụng màu sắc. Anh cũng là một họa sĩ rất độc đáo của phương Đông. Ông hy vọng Lê Thanh Minh sẽ thành họa sĩ lớn và anh sẽ làm dạng dỡ trường hội họa Surikov. Sau này, Nghiệm ra tôi thấy ông thầy Nga ấy rất tinh tưởng Ông đã nhìn ra cái biệt tài, cái thế mạnh của Lê Thanh Minh Anh thực sự là một họa sĩ có tài Bức tranh nào của anh cũng rất độc đáo, độc đáo mà không xa lạ Anh kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ Và nói như trịnh bá đĩnh, Minh toàn vẽ những thứ người ta vứt đi Cái chai vỡ, cây đèn dầu, vài ba quân bài đã cũ Cái mõ chùa và cuốn sách nhầu nát Đồng bạc rách, cái đĩa bát chàng sức sẹo, rồi lại chuồn chuồn kim, anh vẽ kỹ như kiểu tranh cổ điển thời phố cưng, nhưng lại tinh vi hiện đại và mới mẻ, các nét đều sống động. Đồng tiền, quân bài, cái đĩa vỡ, trông thật đến mức cảm giác như anh không vẽ mà nhấc luôn hiện vật, dán thẳng vào tranh nói như họa sĩ nổi tiếng liên xô salakov cái tài của lê thanh minh là anh đặt những cái rất khác nhau ở bên nhau cái nào cũng sáng rõ nhưng tạo ra khoảng mù mờ mông lung bát ngát đến nỗi có cảm giác bức tranh đã tràn ra khỏi khung và hình như chính lê thanh minh cũng cảm thấy hoảng sợ trước sự nổi loạn của chúng nên anh đã trói chung lại bằng mấy cái khung khuôn ngay trong tranh mảnh như những sợi tơ nhện nhưng có điều lạ là dường như những đường nét hình khối nhỏ bé thưa thoáng phơi ra trước mắt ta à kia lại là ảo ảnh là những nét chấm phá còn bức tranh thực sự của mình cái anh dụng công vẽ lại là những cái anh không vẽ chúng nằm sâu ở phía sau bức tranh kia. Tôi nghĩ đấy chính là biệt tài của Minh Nó làm cho tranh của anh có nhiều sức gợi. Vì thế dân sành điệu rất mê anh, săn tìm tranh của anh. Các gà suốt ngày điện đến dục minh như dục con nợ. Có tranh anh vẽ chưa xong, người ta đã đòi khuân ra khỏi nhà. Rồi người ta còn sao chép tranh của anh. Lê Thái Minh phải có những ký hiệu riêng để giúp người mua phân biệt giữa tranh thật với tranh giả. Đó là điều thường thấy xảy ra đối với các danh họa hoặc những bậc tài danh đã chết chứ ít khi xảy ra với người còn sống. Có lẽ vì thế mà tiến sĩ Trịnh Bá Đính gọi Lê Thanh Minh là một mụ phù thủy có biệt tài phù phép biến những chai lọ vỡ thành vàng. Tôi đã được thấy một bức tranh chai lọ của Minh bày bán trong triển lãm ở phố Tràng Tiền với giá 34.000 đô la, tương đương với một biệt thự ba tầng sang trọng thoạt đầu tôi cứ tưởng minh để thế chỗ oách nhằm giải quyết khâu oai chứ có mấy ai mua tranh nghệ thuật mà rẻ quá thì cũng chẳng có ai thèm nhòm vậy thì việc gì họa sĩ không nâng vọt giá lên để làm một thứ trang trí tôi thử hỏi bức tranh của minh cô trông coi triển lãm lắc đầu bức tranh này không bán được anh ạ à, một ông tây đã đặt tiền mua rồi trịnh bã định cười bảo tôi đấy thì tớ đã bảo rồi mà lê thanh minh thực sự là một mụ phu thủy chỉ phu thủy mới có khả năng kinh doanh và làm giàu bằng chai lọ vỡ